không có hệ thống về sản văn ổn định cập nhật, một khi xuyên qua đến vương triều trên không, cơm cũng phải ăn không nổi, vốn định công nghiệp đại hưng quốc, làm phát minh sáng tạo để làm giàu. Nhưng triều đình đánh giặc, lại phải thu thuế, thuế má mấy năm liền, dân chúng khổ không thể tả, dân gian cũng giặc cỏ nổi lên bốn phía, cướp bóc chung quanh, mạnh siêu thấy vậy, trực tiếp lên cơ sở làm đại pháo, đã như thế, ta đây là long đằng vương triều, cầm ô trấn thiên hạ. Chương 1 Long Đằng Vương Triều Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Vương Địa Chủ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Phản kích Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 Bán đất bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Vương Gia 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 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Thần Thương Khẩu Chiến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Bỏ túi cung tiễn bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Hai thằng vô lại. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Báo quan Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Gọn gàng mà linh hoạt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét